Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Ăn cá chớ dại đụng đũa ba bộ phận này kẻo rước thủy ngân vào người, cần đặc biệt chú ý. Những bộ phận trên cá dưới đây dù rất ngon, nhưng bạn không nên ăn nhiều kẻo ngộ độc. Một ăn da cá. Da cá rất ngon, nhất là với những món cá rán thì phần da luôn được chiên giòn tan vô cùng hấp dẫn. Khi xếp món cá rán lên bàn ăn thì chắc chắn ai cũng mê nhất là vùng da của cá. Nhưng ít ai biết phần da cá này là nơi chứa rất nhiều chất độc. Đặc biệt là với những chú cá sống ở vùng nước sâu, thì da chính là thành phần thường dễ nhiễm độc tố như thủy ngân, vi khuẩn, khí sinh trùng cũng hay bám vào da cá để sống nhờ. Chính vì vậy, khi bạn ăn nhiều da cá dễ bị nhiễm bệnh. hai, Ăn mật cá Thói quen của cánh mày dâu là uống rượu với mật cá để tăng khí phách nam giới. Trong một số phương thuốc dân gian người ta cho rằng, khi bạn ăn mật cá để thanh nhiệt giải độc, tăng cường thị lực, giúp mắt sáng, giảm ho. Nhiều người còn cho rằng thuốc đắng dã tật khi bạn ăn mật cá đắng sẽ khỏi được nhiều bệnh. Nhưng trên thực tế thì các nhà nghiên cứu khoa học cho thấy mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như chua đô tổ xin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Khi bạn ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong cực kỳ nguy hiểm tới sức khỏe của bạn. 3. Ăn ruột cá. Ruột cá là bộ phận chứa nhiều chất béo, khi ăn khá ngậy và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với những chú cá nuôi thì ruột cá chính là nơi chứa nhiều chất tăng trọng và cũng chứa nhiều hàm lượng kim loại nặng trong não càng cao. Nếu ăn nhiều ruột cá, rất có thể bị ngộ độc. Các bộ phận trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự sau: da cá, trứng cá, ruột cá. Chính vì vậy, khi bạn ăn cá tốt nhất nên loại bỏ phần ruột cá này đi để bảo vệ sức khỏe của mình. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây chúc các bạn sống vui sống khỏe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi